Dạ vâng, em này xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Tiếp tục video ngày hôm nay, em tiếp tục lên thanh lý cho các bác một mẫu bích mang thương hiệu M Bốc. Model của nó là M300, M3000 các bác nhé. Bộ mic rất là đẹp các bác nhé. Một tay đây, một tay đã bị chấm đen ở trên góc màn hình một tí, chấm đen trên góc màn hình một tí các bác nhé. Tay nó gạt rất là đẹp các bác nhé, màn hình các thứ còn trong vắt đấy, nó chỉ bị chấm đen một tí ở trên màn hình thôi. Đấy, số và pin các thứ báo vẫn còn nguyên các bác nhé. Con này tiếng rất hay, đẹp, tay đẹp các bác nhé, tiếng hay thì tay đẹp. Giá thì em bán cho các bác giá rất là rẻ thôi. Hôm nay video em bán thanh lý rất là nhanh thôi các bác nhé, bán nhanh gọn luôn cho các bác. Giá hôm nay em bán ra cho các bác là 1.200.000 các bác nhé. Bộ mic này bình thường em đang bán 1.500.000 các bác nhé. Đấy, đang bán bình thường là 1.500.000, bao ship, chống tặng chống lăn, rắc 6 ly, dâu nguồn đầy đủ các bác nhé. Đấy, con này tiếng hay, sóng ổn định các bác nhé. Đấy, chỉ có một tay bị thôi nhá các bác, một tay bị chấm này, chấm một tí trên góc màn hình này. Con tay này đẹp nha các bác nhé. Đấy, lấy pin đấy biết còn nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, lấy pin vẫn còn này các bác này. Đấy, lấy pin ôm vẫn còn chặt này. Đấy, còn nguyên các bác nhé, côn xịn, côn của dòng Bayer. Đấy, côn củ hồng này, củ hồng của dòng Bayer này, rất đẹp. Đấy, nay bán cho các bác giá chỉ có 1.200.000 thôi, bao ship các bác nhé. Đấy, bao cho các bác test một tuần. Đấy, em thanh lý các bác nhé. Đấy, thanh lý bao test một tuần cho các bác. Mic này bây giờ các bác không mua được đâu, giá dưới 1.500.000, 1.600.000 đâu các bác nhé. Hiện tại thì hàng hóa rất là khan hiếm và rất là khó khăn, giá thành lên rất là cao. Đấy, bộ này em bao test cho các bác một tháng các bác nhé, bảo hành cho các bác một tháng. Đấy, nói chung là bảo hành cho các bác một tháng để cho các bác an tâm, không lại bảo bán hàng không bảo hành. Đấy, còn nói chung là bộ này em bán lỗ rồi, tầm này bán lỗ rồi, giá nhập rất là cao các bác nhé. Đấy, vỉ của nó đây, toàn bộ là tụ nhôm đây, vỉ rất đẹp đây các bác nhé. Vỉ rất là đẹp, mặt thì mặt không có một vết xước nào luôn, rất đẹp. M Bốc M3000. Đây là em quay trên phản quang, trên ánh sáng ánh điện mà nó soi vào cái màn này không soi được số các bác nhé, số má các thứ này. Đây để em cho tối cái cam lại các bác nhìn đó, màn trong vắt các bác nhé. Em cho tối cái cam lại thì các bác sẽ nhìn thấy rõ một các bác nhé. Rất đẹp, ca lông đầy đủ các bác nhé, ca lông rắc 6 ly các thứ đầy đủ hết. Đó, tiếng tốt, tiếng cực cực hay luôn. Tắt alo thử tiếng mic cho các bác nghe thử. Đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đi 6 7 8 9 10. 1 2 4 5 6 7. Đi. Đây là tay bên này nhá, test tiếp luôn cái tay bên này nữa. Đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đi 1 2 4 5 6 7. Tiếng rất hay các bác nhá. Đây em đang ngồi rất là gần loa, gần bát, tiếng hay, tay đẹp, giá rẻ, bất ngờ, chỉ có 1.200.000 các bác được sở hữu bộ mic này các bác nhé. M Bốc M3000, linh kiện xịn sò các bác nhé. Hôm nay video em làm ngắn gọn thôi, bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730. Các bác muốn chốt hàng thì cũng vui lòng cọc cho em 100.000 các bác nhé. Đây là những bộ lẻ em thanh lý rồi, tem QC pad này đầy đủ các bác nhé, hàng rất là đẹp, rất là xịn, sử dụng chip microchip các bác nhé, và hộp chống kép này. Đấy, tụ thì toàn bộ chở gốm và tụ nhôm các bác nhé, toàn bộ chở gốm và tụ nhôm, hàng rất là xịn. Đấy, giá chỉ có 1.200.000 các bác nhé. Đấy, quay xa đi các bác. Đấy, lắp đậy của nó đây. Đấy, lắp đậy đẹp. Đấy, lắp đậy không xước sát gì nhiều các bác nhé. Đấy, đen xì đẹp. Đấy. Rồi, ok, bác nào chốt thì vui lòng cọc cho 100.000 các bác nhé. Bộ máy này rồi, giá là 1.200.000 các bác nhé. Các bác nhé, em bảo hành cho các bác là một tháng. Đấy, số điện thoại của em vẫn là 0378 030 730. Các bác chốt hàng vui lòng qua điện thoại trực tiếp vào số điện thoại đó cho em. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau các bác nhé. Rồi, các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bọn em. Em chỉ còn vài cái bộ mic này thôi, 3-4 bộ mic này em sẽ lên thanh lý hết cho các bác để chờ đón những cái mô lô hàng mới về. Đợt này thì hàng biên vừa thông báo mở nhưng mà lại đóng luôn rồi. Đấy, cũng không biết đến khi nào hàng về thì em cũng dọn kho được bộ nào em sẽ bán thanh lý trước cho các bác. Đây là toàn bộ những hàng là hàng em đã nhập về là bao test sống hết rồi các bác nhé, nhưng mà em sẽ lên kênh dần từng bộ một để cho các bác xem được rõ nét hơn các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.